Sau hàng nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng 3 chiếc máy lọc không khí bù ẩm của Sharp. 3 cái con trong phân khúc giá bình dân mà dùng rất là hay. Tình trạng máy thì bên em làm đẹp phần vỏ rồi, mọi chức năng hoạt động tốt, đổi điện 220V, tặng kèm màng lọc mới. Giá em bán là 2 triệu 200 nghìn một chiếc. Đấy ạ. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển. Ở đây em có 3 con, em để số 4, số 5 và số 6, hình thức thì xem nhau thôi các bác nhé. Tính năng thì giống hệt nhau. Các chức năng trên này thì cũng có tắt đèn này. Đấy. Tắt bật ion này. Các cấp độ lọc khác nhau, nhanh chậm khác nhau. Chế độ lọc không khí bù ẩm này, chế độ lọc không khí không bù ẩm. Chế độ lọc nhanh. Chỉ có như vậy thôi, tắt nguồn. Có mỗi ba mấy cái nút rất là dễ thôi. Bảng hiển thị rất là đẹp. Báo phần trăm độ ẩm. Đấy, cả ba con đều như vậy. Tình trạng máy thì đều xem nhau thôi ạ. Có 4, 5, 6, có bác là chốt thì con nào cũng thế. Đấy, giá có 2 triệu 2 thôi, một con máy công suất. Con này là 44W. 44W thôi nhé. Là các bác dùng để cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Đấy. Hình thức thì đã làm đẹp như trên clip các bác nhìn rồi. Giá thì có 2 triệu 2, cực rẻ. Đấy, đi kèm màng lọc HEPA mới. Đấy nhé. Đấy, HEPA mới luôn. Bên đây là bình nước mùa. Máy đầy đủ tính năng các bác nhé, lọc không khí bù ẩm, khử mùi luôn, không thiếu tính năng gì cả. Giá thành rất hợp lý, có 2 triệu 2 thôi. Các bác nào có nhu cầu mua cho nhiều phòng nhà mình thì các bác cứ lấy những con này, giá rất là hợp lý thôi ạ. Xin chào các bác nhé.